Hi, chào mọi người. Trong video này thì em cũng nói mọi người luôn, thì không phải là em không muốn dọn dọn thì tất nhiên lời nó cao, nhưng mà tại vì em không có thời gian để dọn nên là em bán chưa dọn ha mọi người. Nên là mọi người mua về tự dọn nha, mình không dọn được mình mang ra thợ cho nó dọn, cho nó làm nổ thôi. Con này thì Maru này là tôm rời mà tôm nhỏ nha mọi người, lắp xịt thuốc cũng được. Thì cái con này công suất của nó thì tầm 32 cc, nòng nó từ 36 ly đến 38 ly thôi nha mọi người. Đó. Máy là công suất nó cũng cao đó. Bình xăng thì dung tích nó cũng lớn mà nó còn rất là mới thêm rồi. Chế ngang chế quanh rồi nha, chim theo máy. Con này là máy ba lô, công tắc trên tay lái, đầu bò chế đồ đầy đủ. Bình xăng thì như mới luôn rồi. Ở trong cái lốc máy nó sẽ có cái chữ máy máy Insaban nha, máy Insaban của ký hiệu của Maru. Này là nó trợ lực nha mọi người, ổ giật nó lớn, ổ giật trợ lực. Đó. Khi mà cái con này thiết kế cái ổ giật nó cũng khá là tiện khi mà mọi người kéo này. Cái này là nó sản xuất để tránh cho mọi người kéo đưa cái tay ra sau quá nhiều để mỏi, nó sẽ có cái dây để đưa lên trước nó dài. Trợ lực khi mà một người kéo không một người thả ra thì nó sẽ tự nổ, không cần phải giật quá quá mạnh làm gì. Cái này là cái chụp bu ri nó bị rơi mất mọi người, chắc bãi đôi khi nó cắn cái nó đẩy nó tuột ra thôi chứ không có gì hết ha. Lấy cái chụp bu ri khác kính vào. Thì cái con này nó vừa nó mất cái ba lô rồi mọi người, thì em sẽ cho một cái ba lô đi theo, nhưng mà cái ba lô này khoảng cách giữa ba chân ốc này nó rộng hơn cái đế này, thì mọi người khắc phục bằng cách là bị mấy miếng sắt này nó cong vào để cho nó vừa ha. Đó. Cho theo cái ba lô này, còn không muốn thì mua bộ cần thẳng lắp vào, tại vì nó bình xăng dưới khỏi cần phải mua bình xăng nữa ha. Con này em để cho mọi người 1,6 triệu nha mọi người, 1,6 triệu, 1,6 triệu không bao ship nha. Máy là máy 36 hay 38 ly gì đó mọi người, 32 cc, phát rất là khỏe đó. 1,6 triệu không bao ship nha. Mua thì máy này hơi tốt nha mọi người, hơi rất là tốt. Nói chung hơi rất là tốt. Này đổ xăng vô nó chắc nó nổ luôn quá. Kiểm tra lửa rồi nó sẽ đổ xăng chắc nó nổ luôn. Máy chưa dọn nha mọi người, 1,6 triệu không bao ship. Mua thì chuyển khoản vào số tài khoản ở trong phần mô tả dưới cái video này, nó sẽ có dòng tiêu đề và cái phần mô tả nha, đọc giùm em. 1,6 triệu nha mọi người.